Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2021 và là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ Thì trước hết là muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Bây giờ là khoảng 2 giờ 49 chiều giờ Cali Thì thường thường Thuần không làm video thứ bảy nhưng mà hôm qua Thuần bận công việc Cho nên không có thời gian để mà chia sẻ với các bạn Tôi muốn làm một cái video để mà chia sẻ những cái thông tin À, mới nhất cũng như những thông tin thú vị mà Thuận cảm thấy là các bạn cũng nên biết. Chúng ta sẽ nói về tình hình chung của thị trường. Chúng ta sẽ nói về tình hình của một số như altcoin cũng như chúng ta sẽ nói tới tình hình on-chain của Bitcoin, của Ethereum. Và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái chia sẻ mà thường đã đăng ở trên những cái mạng xã hội. Tại vì Thuận muốn dành thêm thời gian để mà chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Và một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay Thuận muốn mang đến cho các bạn. Thì chúng ta trước hết nhìn vào tình hình của Bitcoin các bạn thấy là Bitcoin bây giờ là mức là 32.150 ở thời điểm mà thường làm video này thì thực ra mà nói là trong thời gian khoảng chừng là hơn 24 giờ qua Bitcoin đã có cái xu hướng là đi ngang. Chúng ta thấy là Bitcoin sau khi mà đi xuống mạnh các bạn có thể nhớ là Bitcoin đã có thể lên tới cái mức là gần 42.000 đô cách đây không lâu ngày 8 tháng 1 thì thời điểm đó cho đến cái thời điểm mà chúng ta thấy là Bitcoin có đợt đi xuống tới cái mức là chỉ còn có khoảng chừng là 28.700 đô mà thôi thì đó chính là cái ngày 22 tây thì các bạn thấy được là đã có một cái đợt điều chỉnh khoảng chừng 31% và nhiều người cho đây là cái đợt điều chỉnh mạnh đầu tiên mà chúng ta thấy xảy ra trong đợt tăng trưởng này. đương nhiên thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video trước đây đó thùng thì không có tin là đây là cái đợt đi xuống giá dài hạn tại vì thùng vẫn có một số dẫn chứng mà thường thường hay chia sẻ với các bạn cũng như là ngày hôm nay có một số những tài liệu mà chúng ta thấy là có một ai đó cố tình đẩy giá đi xuống cũng như là các bạn thấy được là cái sự thu mua của những tổ chức đầu tư vẫn tiếp tục xảy ra như là công ty MicroStrategy lại mua thêm một số lượng lớn Bitcoin chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa cũng như là một số thông tin tốt liên quan đến những cái altcoin tại vì công ty Rayscale đã có thêm một số những cái quỹ đầu tư nhưng mà nhìn chung thì các bạn thấy được là thời gian ngắn hạn thì Bitcoin này đi hàng ngang chúng ta nhìn vào cái nến của ngày đi thì nến ngày ở trên sàn Coinbase thì nhiều bạn chỉ ra được là chúng ta đang trong một cái xu hướng đi xuống ngắn hạn dài hạn thì phần lớn mọi người đều tin tưởng là chúng ta đang trên xu hướng tăng trưởng nhưng mà ngắn hạn thì nhiều bạn cho là chúng ta có thể thấy Bitcoin tiếp tục có cái đợt điều chỉnh đi xuống hay là không đi xuống mạnh nữa nhưng mà sẽ từ từ đi xuống và nhiều bạn tin là có thể là lại đi chợ xuống dưới bao nhiêu đô một lần nữa thật ra mà nói điều này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn cũng đã biết là chúng ta thấy những cái đợt điều chỉnh của Bitcoin lên tới cái mức là 35 trăm trong những đợt tăng trưởng là một điều mà chúng ta cũng đã thấy được trước đây và điều chỉnh càng sâu càng lâu đó thì sẽ có được một cái sự nguội lại của một số những chỉ số đương nhiên nhiều bạn cũng nói là chúng ta không muốn điều chỉnh sâu quá tại vì điều chỉnh sâu quá thì không còn gọi là điều chỉnh nữa đương nhiên thường hiểu điều này cho nên chúng ta muốn thấy được Bitcoin đó nếu như mà được thì Tốt nhất là Bitcoin đi hàng ngang trong một thời gian ngắn hạn có thể là trong vòng một tuần hay là 10 ngày tới đây và điều này là một điều rất là tốt cho những cái altcoin tại vì các bạn cũng đã biết là khi mà Bitcoin ổn định lại đó chính là thời điểm mà những altcoin có sự tăng trưởng. Khi mà Bitcoin dao động tăng mạnh hay là xuống mạnh thì đó không phải là điều tốt đối với altcoin tại vì vốn hóa sẽ được đẩy trở lại Bitcoin cho nên đây là thời điểm tốt cho những cái altcoin có cái khả năng để mà đi theo Bitcoin và chúng ta nhìn chung thị trường thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì có màu đỏ, có màu xanh, phần lớn là màu nhạt. Các bạn cũng đã biết là màu càng đậm có nghĩa là tăng càng mạnh hay là xuống càng mạnh. Màu đỏ là đương nhiên là đi xuống và màu xanh là đương nhiên là đi lên. Thì các bạn thấy được là hôm nay thì không có một cái xu hướng rõ rệt. Các bạn thấy được là có rất nhiều những cái altcoin là màu xanh ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta thấy được là Bitcoin là màu đỏ nhưng mà rất nhiều altcoin đã có một màu xanh ngày hôm nay. Đặc biệt là một số đồng như là Polkadot tăng trưởng để thường đi vào trang CoinGecko để các bạn thấy rõ hơn thì đừng refresh cho trang CoinGecko này lại thì các bạn thấy được là Bitcoin thì trong vòng 24 giờ qua thì xuống 3,1% nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì xuống 12,8% nhưng mà Ethereum trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng 53% mặc dù là không có sự thay đổi về giá cả trong vòng một ngày qua Tether chúng ta không nói tới nhưng mà Polkadot thì có sự tăng trưởng là 5,6% nhưng mà 7 ngày qua đã tăng 37,8% XRP thì lại tiếp tục điều chỉnh xuống và bây giờ đã dưới 30 cent các bạn thấy được là xuống 3,5% trong vòng một tuần qua. Cardano thì đi xuống 1,6% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà trong vòng 7 ngày qua cũng có sự tăng trưởng là 14,2%. Chainlink thì các bạn thấy được là lại tiếp tục tăng trưởng 11,7% và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 19,2%. Chúng ta có một thông tin liên quan đến Chainlink thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Uh, Litecoin thì các bạn thấy được là điều chỉnh xuống 4,5% trong vòng 7 ngày qua Bitcoin Cash điều chỉnh xuống 12,3% Binance Coin điều chỉnh xuống 1,3% Và Stellar Lumen điều chỉnh xuống 5,7% Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua thì có một số những cái altcoin cũng có cái sự tăng trưởng mạnh trong cái đợt Bitcoin đi hàng ngang này trong vòng hơn 24 giờ vừa qua các bạn thấy được là Qtum đã tăng 31,8% đã lâu lắm rồi chúng ta không có nghe nói tới Qtum Decentraland Mana thì tăng 21,8% trong vòng 24 giờ qua và các bạn thấy được là những đồng khác thì cũng tăng nhưng mà không có nhiều đặc biệt ngày hôm nay là Decentraland và Qtum thì tại sao Decentraland tăng Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin mà chúng ta thường hay nhìn vào cũng như là một số những tài liệu mình thường đã đăng ở trên những mạng xã hội trong vòng hơn một ngày qua nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào group những hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ CryptoQuant, một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này. Nhưng mà có một điều là cho dù là các bạn nghĩ là giá Bitcoin có thể tiếp tục đi xuống Các bạn cũng không thể phủ nhận được là cái lực mua thật sự là mạnh hơn là nhiều bạn tưởng tượng Như là các bạn thấy được là nhiều sự phân tích trước đây cho thấy là cái dùng 30.000 đô là một dùng Mà có cái sự hỗ trợ rất mạnh từ những người mua mà mua số lượng lớn Bitcoin Và các bạn thấy là cho đến ngày hôm nay chúng ta đang nhìn vào những cái nến ngày Thì chúng ta vẫn thấy được là Bitcoin chưa có đóng lại một cái nến ngày nào Mà chúng ta thấy là dưới 30.000 đô trong vòng nhiều ngày qua Và chúng ta nhìn vào cái ngày đầu tiên mà Bitcoin đóng lại trên 10.000 đô đó thì các bạn thấy đó chính là ngày 2 tháng 1 năm 2021 có nghĩa là trong thời gian từ ngày 2 tây cho đến ngày hôm nay các bạn thấy đã lên tới là 21 ngày 3 tuần liên tục Bitcoin chưa hề đóng lại một cái ngọn nến ngày nào mà dưới 30.000 đô có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin cũng có rất nhiều đợt như là đợt của cái ngày 4 ngày 5 tây và cái đợt mà gần chạm là ngày 11 tây hay là ngày 21, 22 Tây thì có rất nhiều đợt đã đi xuống qua khỏi 30.000 đô nhưng mà cuối cùng cũng chưa có đến ngày nào mà đóng dưới 30.000 đô cho nên cho dù các bạn nhìn vào phân tích kỹ thuật các bạn thấy được là chúng ta có thể có thêm một cái đợt đi xuống giá nữa nhưng mà cái lực mua thì rất là mạnh chúng ta phải tiếp tục chờ đợi coi coi lại dùng 30.000 đô này có được tiếp tục hỗ trợ hay không. Và chúng ta thấy được là công ty Macrostra chỉ vẫn tiếp tục thu mua và chúng ta nhìn vào cái đợt đi xuống giá này đó, cái điều chỉnh này thì vẫn là một cuộc điều chỉnh rất cần thiết tại vì chúng ta nhìn vào biểu đồ NUPL thì các bạn cũng đã biết là chúng ta không muốn đi vào cái vùng màu xanh dương này tại vì đây là cái vùng kết thúc của mùa tăng trưởng và cái đợt này chúng ta thấy được là cuối cùng chúng ta cũng thấy là cái đường màu xanh lá cây này tiếp tục điều chỉnh đi xuống có nghĩa là chúng ta muốn cái chỉ số này nguội lại tại vì chúng ta cái tiệc không bao lâu ngày chính tây đó đã gần như là muốn chạm cái đỉnh rồi khi mà cái đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương như là các bạn thấy được là của năm 2017 đó thì trong cái thời điểm đó chúng ta coi như là còn chỉ có là vài tuần nữa thôi thì đã kết thúc mùa tăng trưởng rồi chúng ta chưa muốn đi vào cái vùng này như là các bạn thấy được là cái đợt tăng trưởng của năm 2000 13 thì cũng tương tự, mỗi lần mà đi vào cái vùng màu màu xanh dương này là một vùng mà coi như chúng ta đã kết thúc rồi. Thì đây là những điều mà chúng ta không muốn thấy tại vì các bạn thấy là giá Bitcoin bây giờ chỉ mới có là 42.000 thôi, cái lúc mà chúng ta gần chạm cái vùng mà chuyển màu màu xanh dương đó. 42.000 thì đương nhiên là một con số mà có thể nhiều bạn không thể tưởng tượng được nhưng mà 42.000 so với là những gì chúng ta biết được cho đến ngày hôm nay đó thì 42.000 thực sự mà nói là một con số cũng rất là khiêm tốn chúng ta muốn thấy bitcoin lên tới 100.000 qua 100.000 thì chúng ta phải thấy chỉ số này điều chỉnh xuống và cái đợt điều chỉnh này nếu mà kéo dài thêm một tuần hay là hai tuần nữa thì sẽ rất tốt cho những chỉ số này điều chỉnh lại cũng như là chúng ta nhìn vào cái chỉ số là bao nhiêu phần trăm của bitcoin đang có lời thì các bạn thấy được là chúng ta đã rời khỏi dùng màu đỏ này rồi dùng màu đỏ này có nghĩa là cái dùng mà có quá nhiều bitcoin này có lời chúng ta không muốn có nhiều người có lời như vậy thì đã chia sẻ với các bạn là càng nhiều người mà có lời thì có nghĩa là cái cơ hội là càng nhiều người chốt lời càng cao chúng ta không muốn quá nhiều người có lời tại vì khi nào mà có một cái vấn đề nào đó thì sẽ rất nhiều người sẽ không ngần ngại để mà chốt lời khiến cho cái giá cả đi xuống rất là mạnh và rất là nhanh chúng ta muốn thấy ít người có lời hơn để cho họ có cái tư tưởng là lưu trữ để chờ có thêm lợi nhuận cao chứ không phải là đợi lên 10%, 20% là bán. Khi mà có quá nhiều người có lời đó thì chỉ cần là họ tiếp tục giữ những đồng đó nhưng mà cho tới một mức nào đó đột ngột họ thấy giá đi xuống mạnh thì những người mà muốn chút lời họ sẽ ào ạt để mà chút lời. Tại vì khi mà giá đi lên liên tục đó, hôm nay chia sẻ với các bạn khi mà cái giá đi từ 20.000 tới 30.000 tới 40.000 quá nhanh khiến cho những người mà muốn chút lời cũng không dám chút lời tại vì họ không biết được là khi nào mới có thể chút lời. Lỡ như và chúng ta chốt lời ngày mai Bitcoin lại đạt đến mới nữa thì như thế nào Cho nên khi mà Bitcoin bị khẩn lại điều chỉnh xuống Thì rất nhiều người sẽ chốt lời cùng một lúc khiến cho giá Bitcoin điều chỉnh xuống càng nhanh hơn Chúng ta muốn thấy ít người có lời hơn Và bây giờ là đây là phần trăm bao nhiêu Bitcoin đã có lời đã điều chỉnh đi xuống Đây là điều rất cần thiết để cho chúng ta tiếp tục có một mùa tăng trưởng Và chúng ta nhìn vào đây cũng là một tài liệu tương tự Nhưng mà đây là tính theo là Bitcoin mà cuối cùng di chuyển trên mạng lưới đó là bao nhiêu Bitcoin đang có lời thì các bạn thấy được là cái chỉ số này đã nằm trong cái vùng màu đỏ này rất lâu chúng ta bây giờ đã thấy là gần như là muốn rời khỏi vùng màu đỏ này đây cũng là một dấu hiệu là chúng ta đã nguội lại để chuẩn bị cho cái đợt tăng trưởng kế tiếp và chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa đây là một tài liệu mới mà thuận cũng mới vừa theo dõi khi mà thuận xem một số những youtuber giải thích thì thuận nghĩ đây là một cái tài liệu mà chúng ta cũng cần phải theo dõi tại vì tài liệu này đó hiểu cái đơn giản là coi coi là trên thị trường bao nhiêu Bitcoin có thể được dễ dàng di chuyển. Có nghĩa là các bạn thấy được là Bitcoin đó mà chúng ta thấy được là cái phần màu đỏ này mà tăng mạnh đó, nghĩa là đi xuống màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì có nghĩa là những Bitcoin này đã không còn dễ dàng di chuyển nữa có nghĩa là đã đi vào những cái ví gọi là cái ví chứa lạnh thì những cái ví này có thể là cần nhiều thời gian Uh, nó sẽ phiền phức hơn để có thể di chuyển Có nghĩa là những người mà giữ nhiều Bitcoin trên lạnh đó Họ không có cái ý định là bán trong thời ngắn hạn Và chúng ta thấy là trong thời gian qua Mặc dù là Bitcoin điều chỉnh nhưng mà các bạn thấy được rất rõ ràng Là có rất nhiều Bitcoin được đưa vào ví chứa lạnh Những cái ví mà classno theo dõi Biết là những cái ví này là những cái ví mà Bitcoin đưa vào Thì không có đi trở ra có nghĩa là, là lưu trữ trong thời gian dài hạn Và đây là những cái ví mà không dễ dàng lấy Bitcoin ra được Có thể là cần nhiều cái chữ ký Có như là một thầy xích Hay là những ví chữ lạnh mà họ để những cái nơi xa hơn Hay là không dễ dàng để họ có thể tới Chứ không phải là lên trên máy vi tính mà dễ dàng di chuyển được Thì càng nhiều Bitcoin nằm trong những cái ví này có nghĩa là càng ít Bitcoin có thể được mua bán trên sàn và gây ra một cái lực ép đối với lại cái nguồn cung nguồn cung mà ít đi mà nguồn cầu cũng vậy hay là tăng lên thì các bạn cũng đã biết là về mặt giá cả sẽ như thế nào chúng ta đã thấy sự kiện đã xảy ra khi mà chúng ta nói về đồng Ethereum